Thưa quý vị, sáng nay Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại giai đoạn 2 dài 74 km của dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi với cáo buộc có sai phạm trong quá trình thi công, nghiệm thu, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 460 tỷ đồng. Các bị cáo gồm Mai Tuấn Anh, cựu Chủ tịch Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam, VEC, Trần Văn Tám, cựu Tổng Giám đốc VEC, Nguyễn Mạnh Hùng và Lê Quang Hảo đều là cựu Phó Tổng Giám đốc VEC cùng 18 bị cáo khác bị truy tố về các tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cáo trạng xác định quá trình thực hiện dự án, các bị cáo đã không tuân thủ quy định từ khâu lựa chọn vật liệu, thiết kế trộn, thi công. Sai phạm của các bị cáo khiến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi không đảm bảo chất lượng, vẫn được đưa vào vận hành giai đoạn 2 dài 74 km và sau đó hư hỏng, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 460 tỷ đồng. Ngoài xử lý 22 bị can nói trên, cơ quan điều tra xác định có 27 người nước ngoài thực hiện phạm tội liên quan là công dân Trung Quốc, Hàn Quốc, Anh, Philippines. Cơ quan điều tra đã gửi yêu cầu tương trợ tư pháp đến cơ quan có thẩm quyền của các quốc gia trên, nhưng đến nay chưa có kết quả. Do vậy, 27 người nước ngoài được tách hồ sơ xử lý sau. Trong vụ án này, Bộ Giao thông Vận tải được xác định là người quyết định đầu tư và quản lý công trình. Đơn vị này từng 81 lần kiểm tra hiện trường nhưng không phát hiện vi phạm. Cơ quan điều tra cho rằng không có căn cứ xử lý hình sự với các cá nhân liên quan ở Bộ Giao thông Vận tải nên chỉ đề nghị xử lý theo quy định của Đảng và chính quyền. Thưa quý vị, sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại giai đoạn 2 dài 74 km của dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 460 tỷ đồng. Theo đó, các bị cáo Mai Tuấn Anh, cựu Chủ tịch Hội đồng Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC, Trần Văn Tám, cựu Tổng Giám đốc VEC, Nguyễn Mạnh Hùng và Lê Quang Hào, cùng cựu Phó Tổng Giám đốc VEC, cùng 18 bị cáo khác bị truy tố về các tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cáo trạng xác định, quá trình thực hiện dự án, các bị cáo đã không tuân thủ quy định từ khâu lựa chọn vật liệu, thiết kế trộn, thi công, quá trình nghiệm thu không được đo đạc đầy đủ và có những hạng mục được nghiệm thu vắng mặt đại diện ban quản lý dự án. Viện kiểm sát cáo buộc hành vi của các bị cáo khiến cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi không đảm bảo chất lượng nhưng vẫn được đưa vào vận hành và sau đó là hư hỏng, gây thiệt hại cho nhà nước 460 tỷ đồng tại giai đoạn 2 dài 74 km. Trước đó ở giai đoạn 1, tòa đã đưa ra xét xử 36 bị cáo, trong đó 2 bị cáo là cựu Phó Tổng Giám đốc VEC Nguyễn Mạnh Hùng và Lê Quang Hào, bị tuyên án lần lượt các mức án là 6 và 7 năm tù giam. Ngoài xử lý 22 bị cáo nói trên, cơ quan điều tra xác định có 27 người nước ngoài thực hiện phạm tội liên quan đến các gói thầu giai đoạn 2 dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Họ là công dân Trung Quốc, Hàn Quốc, Anh, Philippines. Cơ quan điều tra đã gửi yêu cầu tương trợ tư pháp đến cơ quan có thẩm quyền của các quốc gia trên, nhưng đến nay chưa có kết quả. Do vậy, 27 người nước ngoài được tách hồ sơ xử lý sau. Bị cáo dân tộc gì? Dân tộc Kinh. Vâng, chúng tôi xin thông tin thêm. Thưa quý vị, sáng nay do bị cáo Nguyễn Anh Sơn vắng mặt vì lý do bất khả kháng, hội đồng xét xử quyết định tạm hoãn phiên tòa dự kiến mở lại vào ngày 16 tháng 10 tới. Bộ Công Thương vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ thông tin thêm về đề xuất điều chỉnh giá điện 3 tháng 1, thay thế quyết định 24 về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân là 6 tháng một lần. Theo Bộ này, việc điều chỉnh như vậy nhằm phân bổ kịp thời các chi phí sản xuất kinh doanh điện, tránh các chi phí bị dồn tích quá lớn. Theo Bộ Công Thương, mặc dù đã có quy định giá điện được xem xét điều chỉnh theo biến động thông số đầu vào, song thực tế, việc điều chỉnh giá bán điện bình quân các năm qua thường thấp hơn so với phương án đề xuất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và kết quả rà soát của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Điều này dẫn tới chi phí bị dồn tích do mức điều chỉnh không đủ để thu hồi chi phí phát sinh. Bộ Công Thương cho rằng cần xem xét rút ngắn chu kỳ điều chỉnh giá để giảm thiểu tác động tới kinh tế vĩ mô và khách hàng sử dụng điện. Mục tiêu là vừa đảm bảo chi phí không bị dồn tích quá nhiều có thể gây ảnh hưởng đến cân bằng tài chính của EVN, vừa có thể cân nhắc những thời điểm mà các chỉ số kinh tế vĩ mô thuận lợi để xem xét thực hiện việc điều chỉnh giá điện. Từ đó cũng dần đưa ra giá điện thích ứng với sự biến động của các thông số đầu vào theo thị trường. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng sư phạm hoàn thiện các phương thức tuyển sinh năm 2024, chuẩn bị các phương thức tuyển sinh từ năm 2025 phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Cụ thể, các trường cần hoàn thiện đề án phương thức tuyển sinh năm 2024, khắc phục các bất cập hiện nay trên cơ sở phân tích dữ liệu. Trong đó đặc biệt lưu ý hoàn thiện các phương thức tuyển sinh theo hướng đơn giản hóa, theo đúng quy chế tuyển sinh hiện hành, tránh đưa ra những phương thức tuyển sinh phức tạp gây khó khăn cho thí sinh. Các trường cần xây dựng, công bố kịp thời các phương thức tuyển sinh cho năm 2025 trở đi, khi có thí sinh bắt đầu tốt nghiệp chương trình giáo dục phổ thông 2018. Các phương thức tuyển sinh từ năm 2025 cần đảm bảo phù hợp với yêu cầu nội dung, cấu trúc của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Các cơ sở giáo dục cũng cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hệ thống quản lý, trong dạy và học. Để tránh thiệt hại về người và của cho bà con vùng xung yếu mưa lũ, chính quyền địa phương đã sớm quy hoạch, xây dựng cũng như di dời người dân đến các khu tái định cư. Điều đáng nói, sau hàng chục năm được di dời khỏi vùng nguy hiểm thì người dân lại gặp khó khi hầu hết các khu tái định cư này đều vướng mắc pháp lý, chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống và quyền lợi của họ. Ghi nhận tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Thôn Hòa Bình, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam có rất nhiều hộ dân tái định cư. Họ là những hộ dân sống ven sông Thu Bồn. Trước nguy cơ sạt lở bờ sông sau lũ lụt, qua rà soát năm 2010, huyện Duy Xuyên đã cấp đất để họ chuyển chỗ ở. Định cư đã nhiều năm, nhưng đến nay các hộ dân vẫn chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sao lý do nào mà không biết, cho nên đến giờ đoạn này cũng chưa làm được. Cho nên gia đình chúng tôi rất mong muốn, rất có một cái điều kiện nào để giúp cho những người cùng như tôi ở địa phận này để làm được cái sổ đỏ cho nó ổn định. Chứ sau này có khi ở nó không được yên ổn vì nó có khi nó số trộn nó rồi quy hoạch rồi di dời nữa, cho nên gia đình chúng tôi rất khó khăn. Ở xã thì về đó thì làm cái thủ tục là như đưa giấy đó, nhưng mà thời gian lâu lắm, nhưng mà họ cũng bảo lên quyền đồ, nhưng mà bây giờ là rất là khó làm. Với lại bây giờ làm một cái sổ như vừa rồi đó họ nói là cả trăm đến hơn trăm triệu, thì nói chung là ở đây những người dân họ khó làm, không có khả năng để mà làm, thì bây giờ nói chung là chỉ là biết là ở thôi. Trường hợp vướng mắc thủ tục pháp lý sau khi bố trí tái định cư vừa sạt lở diễn ra phổ biến tại nhiều địa bàn. Chủ trương của các địa phương đều tính phương án giải quyết theo hướng có lợi cho người dân, nhưng vẫn chậm trễ do vướng nhiều thủ tục pháp lý. Những cái trường hợp đó đúng là những cái hộ này ở cái vùng sạt lở, mà nếu họ không còn đất ở nơi ở cũ á, thì theo cái hướng là phải thực hiện cấp giấy cho họ theo quy định. Là đối với những hộ, tức là họ có thể là còn đất ở nơi ở cũ, còn lại toàn bộ hoặc là một phần, thì chúng ta có thể xem xét giải quyết cái việc cấp giấy cho người ta cái nơi mà chúng ta bố trí định cư, đồng thời là giữ nguyên cái quyền sử dụng đất cho người ta ở nơi ở cũ. Trong khi chờ các cấp chính quyền ra soát, làm rõ trách nhiệm và tìm hướng giải quyết, thậm chí là kiến nghị sửa đổi pháp luật đất đai, nhưng người dân được tái định cư này không biết sẽ phải chờ đợi đến bao lâu nữa mới có thể an cư, lạc nghiệp.